Trung tâm âm nhạc Thiện Organ xin mến chào đến với mọi người. Bên Thiện có nhận dạy đàn organ online và Thiện có bộ sách dạy đàn organ online, piano online và guitar online luôn. Thì cái giáo trình online của Thiện thì gồm sách và video, và trong bộ sách này Thiện có hướng dẫn cho mọi người là intro nè, câu lót, đệm điệp khúc và dạo giữa hay là gián tấu kết thúc như thế nào, hướng dẫn cho mọi người sử dụng đàn và cách để chúng ta đệm một bài hát như thế nào. Thì trong giáo trình của Thiện thì có hướng dẫn các điệu cơ bản như là điệu rumba, điệu cha cha cha, điệu slow rock, điệu slow bop và điệu disco. Đây là giáo trình organ cơ bản số 1. Giáo trình số 2 thì Thiện sẽ hướng dẫn cho mọi người đệm nhiều điệu hơn như là điệu boston, tango, rock, rồi rap, soul, rồi vinhouse. Đó là giáo trình số 2. Nếu mọi người có nhu cầu tham khảo và mua giáo trình học đàn organ online đệm hát của Thiện thì có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo 0973675251 thì sẽ tư vấn cho mọi người. Bộ sách gồm sách và Thiện sẽ gửi về cho mọi người. Nếu mọi người ở xa thì Thiện có thể gửi file PDF mọi người in ra. Ngoài ra thì Thiện sẽ gửi cho mọi người tài khoản để đăng nhập vào website để mọi người học cùng sách và video thì nó sẽ rất là hiệu quả nha mọi người. Ngoài ra thì mọi người có thể đăng ký giáo trình dạy đàn piano cơ bản thiếu nhi của Thiện. Và Thiện có giáo trình dạy đàn piano đệm hát, Thiện có giáo trình dạy đàn guitar solo và guitar đệm hát, và Thiện có nhận dạy đàn online. Và mọi thắc mắc thì mọi người có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc là email thienkboa102a@gmail.com. Lời cuối cùng thì Organ xin mến chào mọi người và chúc mọi người sức khỏe nha.